Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay cuối tuần, bắt đầu buổi sáng em lên khuyến mại nhanh cho bác một cặp Onkyo các bạn 032A. Với cặp này thì các bác sẽ có một cái chất bát đánh sâu, chắc và tiếng rất là ấm luôn. Vì bản thân con 032A này bên trong có phân tần rất là khủng nhá. Bên trong loa có phân tần các bác nhá. Đây là một dòng loa có phân tần rất là khủng. Đấy. Nếu bác nào mà hay thường xuyên theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio sẽ biết dòng loa này nó sẽ có phân tần bên trong. Nhà em đã có những cái video mở ra để các bác xem được cái phân tần bên trong. Đấy. Loa này thì được trang bị rất là nhiều cái hay các bác nhá. Thứ nhất, đó là loa, về bản thân loa thì là có phân tần. Mỗi một loa sẽ có một phân tần độc lập. Đấy. Mỗi một chiếc loa là có một phân tần độc lập. Và phân tần này nó sẽ chạy cho cả bát cả tép, tức là nó sẽ có một dây nguồn cấp vào phân tần, sau đó sẽ có một dây chia ra bát và một dây chia ra tép. Đấy, cái dây chia ra tép thì nó, cái đầu đấy thì nó sẽ lọc hết các cái giải trầm và nó chỉ để giải cao để phục vụ cho tép, và còn một dây còn lại thì nó sẽ hạn chế cái giải cao và nó sẽ có một chút giải trầm để nó làm cho tiếng bát nó sẽ ấm hơn và tiếng nó khi nó lên để nó quẹn phù hợp để nó quẹn với con tép. Đấy, thì đấy là cái đặc trưng của dòng 032A. Từ của dòng này, từ của dòng tép này thì nó là từ kép, từ kép các bạn nhá, tức là từ hai tầng đấy, tức là lâm châm, lam châm hai tầng đấy, và bát của nó là dòng từ kép, cũng là dòng lam châm hai tầng, nhưng bát thì được bọc giảm nhiễu, tức là củ từ của bát được bọc một lớp kim loại bảy màu giảm nhiễu. Đấy, thì đấy là những cái gì mà tinh túy nhất gần như là 032A được lắm chọn. Ví dụ như con 7GX nhá, 7GX là đời đầu tiên đấy, thì không có cái dòng đấy đâu các bác nhá. Tức là bát được bọc từ giảm nhiễu nhưng không có phân tần. Đấy. Còn dòng này thì có phân tần, và chép của dòng này nó là dòng chép dom nữa. Đấy, chép dom. Đấy, bản 032A này thì nó là bản bằng giấy và gân cao su. Những con nào bằng giấy thì có biết rồi không ạ? Tiếng đánh rất là ấm và nghe rất là thích. Thì đấy là một chút về 032A. Còn về kích thước của dòng loa này thì là rộng là 15, sâu của loa là 23 và cao là 26. Đấy, thì đấy là về kích thước cũng như là về sản phẩm. Bát của dòng này nếu mà đo đúng chuẩn của hãng thì đó là bát 13. Đấy, đo đúng chuẩn của hãng thì đó là bát 13. Hình thức thì có nhìn qua này. Hàng bãi thì nói chung thì nó khó tránh khỏi được cái chuyện là bụi bặm một tí hay là nó vào quần nhẹ một tí. Cái này thì nó không tránh được nha. Nhiều bác hay view von gọi là đặc sản của hàng bãi là nó phải gọi là xước sát một tí. Đấy, là móp mép một tí. Còn nếu mà không có cái tình trạng đấy thì chứng tỏ đấy không phải hàng bãi. Đấy, thì đấy là một số khách hàng em gọi là véo von ví như vậy. Công suất của loa là 70W một loa, trở kháng từ trước là 5 ohm. Đấy. Nhìn trước thì coi nhìn qua nhá. Đấy. Nó có một vài chỗ nó gọi là nó hơi vào quẹt nhẹ một tí, thì các bác về ngồi có thể là xử lý lại một chút khoảng 5-10 phút, hoặc không thì các bác có thể là mình có thể dán lại xi. Nhưng tuy nhiên thì thông thường thì hàng bãi thì cũng không cần phải quá cầu kỳ. Đấy, còn về được những cặp như này là quá tuyệt vời. Đấy, và cặp này thì về không gây căng thôi nhá, về không gây căng. Đấy, giá của cặp này thì bình thường của nó sẽ là dòng loa phân tần này thì giá của nó sẽ là 1250. Đấy, tuy nhiên thì mở hàng cuối tuần. Đấy, buổi sáng cuối tuần. Đấy, thì em để các bác này là giá là 890.000. Đấy, 890.000 một cặp duy nhất 032A. Đấy, dòng loa có phân tần. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ đặt hàng thì cứ gọi trực tiếp cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Một trong hai số thì các bác gọi cho em bất kể số nào cũng được nhé. Đấy, một trong hai số gọi số nào cũng được. Đấy, số này không gọi được thì gọi số còn lại cho em nhé. Đấy. Còn các bác yên tâm dùng thử đi. Các bác phải dùng thử thì mới biết được cái loa của Nhật nó như thế nào. Còn ví dụ như là một số các khách hàng mới chưa biết đến những cái đồ hàng bãi của Nhật thì có thể là nghĩ em là đang bốc phét, đang chém gió hoặc là đang nói vớ vẩn. Đấy, bao lông côm. Nhưng mà bác nào mà đã dùng rồi, trải nghiệm rồi thì sẽ biết được thực sự là nó hay hơn loa vi tính rất là nhiều. Thậm chí nó còn hay như dòng loa chung luôn. Đấy, nhiều bác còn véo von bảo là đây là những cái dòng high end mini của Nhật. Tức là họ thiết kế theo kiểu hướng tới là high end, tức là nó
hiện đại và cái chất âm của nó tinh tế hơn so với cả những dòng loa vi tính, đúng không ạ? Đấy. Đấy thì giá của con này thì anh em đã báo rồi, đấy là 890.000, mở hàng đầu tuần. Đấy, buổi sáng đầu tuần, một cặp duy nhất. Đấy thì bác nào chốt thì alo cho em để em test bàn giao luôn. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Một trong hai số thì các bác gọi cho em bất kể số nào cũng được nhé.